phát triển thành công vật liệu không bị cắt đứt đầu tiên trên thế giới. Ghi nhận hơn 300 triệu người tham gia vào các hoạt động Olympic mùa đông. Nông dân Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng kính VR cho đàn bò để tăng sản lượng sữa. Du hành thời gian, ngắm các công trình cổ của nhà thờ đất bà bằng kính VR. Hoa Kỳ tung ra đồng xu có người phụ nữ da đen đầu tiên Hello hello, xin chào các trai anh em đang khóng hớt trước màn hình của chương trình Bất Ngờ Chưa trên kênh Thế Giới đó Đây Vâng anh em thân mến, trong mỗi chương trình thì chúng tôi sẽ luôn gửi tới anh em những thông tin, sự kiện kỳ lạ, vô cùng thú vị Những câu chuyện tưởng như không bao giờ xảy ra, thế nhưng lại có thật đó nha Và hãy cùng chúng tôi đón xem trong chương trình ngày hôm nay để xem những thông tin thú vị như thế nào sẽ được gửi tới anh em nhé Còn bây giờ, xin mời anh em sẽ cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay phát triển thành công vật liệu không bị cắt đứt đầu tiên trên thế giới. Mới đây, một nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ Đại học Durham của Anh và Viện Công cụ máy móc và Công nghệ tạo hình IWU tại Đức đã tạo ra một vật liệu siêu nhẹ được gọi là rotius được đặt theo tên của một vị thần Hy Lạp có khả năng thay đổi hình dáng. Vật liệu này được tạo ra từ những hạt sứ tròn bọc cấu trúc nhôm dạng ô. Trong các thí nghiệm, máy mài góc, máy khoan hoặc tia nước áp suất cao đều không thể cắt được rotius các nhà nghiên cứu đã nảy ra ý tưởng phát triển vật liệu mới từ lớp vỏ dai của quả bưởi và vỏ ngoài chống nứt của động vật thân mềm. Proteus được cho là rất nhẹ, chắc chắn và không thể cắt. Nhóm nghiên cứu cho biết vật liệu có thể dùng để sản xuất khóa xe đạp ở chống đạn siêu nhẹ hoặc sản xuất thiết bị bảo vệ cho những người thường xuyên làm việc với dụng cụ cắt. Khi cắt bằng máy mài hoặc mũi khoan, rung động tạo ra bởi những hạt sứ bên trong vỏ nhôm làm cuồn lưỡi cắt hoặc mũi khoan. Vì tương tác giữa đĩa cắt và hạt sứ tạo ra rung động đang xen chống lại dụng cụ cắt, Lưỡi cắt sẽ mòn dần, cuối cùng hoạt động không hiệu quả do phản lực trở nên yếu đi và bị phá hủy. Tia nước áp suất cao cũng không thể cắt được Rotius vì bề mặt cong của hạt sứ làm tia nước phun rộng hơn, khiến tốc độ và lực cắt của nó giảm đáng kể. Nhóm nghiên cứu hiện đang xin cấp bằng sáng chế cho vật liệu mới và hy vọng có thể làm việc với những đối tác công nghiệp để phát triển sản phẩm trên thị trường. Kỷ nhận hơn 300 triệu người tham gia vào các hoạt động Olympic mùa đông. Tổng cộng có 346 triệu người Trung Quốc, chiếm khoảng 24,56% dân số nước này, đã tham gia các môn thể thao mùa đông kể từ khi Bắc Kinh giành được quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2022. Để được cho là một con số kỷ lục về số người tham gia trong các hoạt động mùa đông. Con số này đã chiếm hơn 1 phần 5 dân số ở nước này, và nhiều hơn cả tổng số lượng dân số của Nga, Đức và Canada, ba quốc gia nổi tiếng về thể thao mùa đông. Theo báo cáo, mức độ phổ biến của các môn thể thao mùa đông ở Trung Quốc đang dần tăng lên, với 92,64% công chúng tham gia các sự kiện thể thao như vậy một cách tự nguyện. Số lượng người tham gia các môn thể thao mùa đông ở khu vực miền Bắc và miền Nam lần lượt là 186 triệu người và 161 triệu người, cho thấy thể thao mùa đông đang dần phá vỡ các hạn chế về địa lý. Trung Quốc trong những năm qua đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các môn thể thao mùa đông, tận dụng cơ hội đăng cai Thế vận hội mùa đông. Tính đến đầu năm nay, Trung Quốc có tổng cộng 654 sân trượt băng tiêu chuẩn trên toàn quốc, tăng 317% so với năm 2015 và 803 khu trượt tuyết trong nhà và ngoài trời, tăng 41% so với năm 2015. Nông dân Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng kính VR cho đàn bò để tăng sản lượng sữa Trong một nỗ lực để tăng năng suất sữa hàng ngày cho đàn bò của mình, một nông dân ở Thổ Nhĩ Kỳ đang thử nghiệm kính thực tế ảo khi những con bò tưởng rằng chúng đang ở giữa đồng cỏ xanh tươi vào mùa hè. Để cố gắng theo kịp thời đại, trang trại của gia đình EZ Cocos ở Kasray sau khi thử nghiệm âm nhạc nhẹ nhàng để giúp những con bò thư giãn. Người nông dân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang thử nghiệm kính VR đặc biệt. Dụng cụ được cho là khiến những con vật tin rằng chúng đang chăn thả trên đồng cỏ đầy nắng thay vì một trang trại trong nhà u ám vào giữa mùa đông. Người nông dân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng anh lấy cảm hứng từ một bài báo về những con bò đeo kính thực tế ảo ở một trang trại ở Nga. Anh ấy dự định đặt hàng thêm 10 kính nữa nếu tốc độ sản xuất sữa tăng thêm một cách tương tự anh ấy muốn mua tai nghe cho tất cả 180 con bò của mình và cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm. Cô cách đó rằng anh ấy cũng tiếp tục chơi nhạc cho những con bò để giúp chúng thư giãn hơn. Anh ấy theo dõi tâm trạng và hành vi của chúng với sự trợ giúp của hệ thống theo dõi nhận dữ liệu từ một con chip gắn vào mắt cá chân của những con bò và tuyên bố rằng âm nhạc cũng tạo ra được sự khác biệt lớn. Du hành thời gian, ngắm các công trình cổ của nhà thờ đất bà bằng kính VR một trải nghiệm thực tế ảo mới cho phép tham quan nhà thờ Đức Bà qua nhiều thời đại được ra mắt vào thứ Tư, 12 tháng 1, mà đến cho công chúng một cách khám phá khác trong khi chờ mở cửa trở lại vào năm 2024. <laughs> nó khá ấn tượng. Có thể bạn sẽ hơi lo lắng khi bắt đầu và sau đó bạn sẽ hoàn toàn quên đi thực tế rằng bạn đang ở trong một không gian kính và môi trường hoàn toàn tuyệt đẹp. Tuy nhiên tốt hơn hết là bạn không nên sợ độ cao vì nó mang lại cảm giác khá bất thường. Trải nghiệm nhập vai đưa du khách trải qua một chuyến đi dài 45 phút hoàn chỉnh với các hiệu ứng hình ảnh và âm thanh đi từ việc xây dựng địa danh mang tính biểu tượng của Paris đến ngọn lửa đã tàn phá nó vào năm 2019. Các khu vực hầu như được tái hiện bao gồm xung quanh nhà thờ như được xây dựng vào thời Trung Cổ, bên trong của tòa nhà trong thời gian phục vụ, hoặc đỉnh của một trong những tòa tháp ngày nay cùng những nơi khác. Ngoài ra còn tái hiện các nhân vật lịch sử của Pháp, như kiến trúc sư người Pháp Eugène và hay cựu tổng thống Pháp và tướng Jacques de hướng dẫn mọi người qua các thời đại khác nhau Dự án được phát triển trong 2 năm bởi một nhóm gồm 50 người làm việc cho công ty khởi nghiệp thực tế ảo Emesip của Pháp, bao gồm các nhà sử học và kiến trúc sư khác nhau. Nó được tài trợ hoàn toàn bởi một công ty viễn thông Orange của Pháp. Nó có thể truy cập với mức phí 30 euro, 34 đô la một người và dự kiến sẽ mở cửa sau đó ở các thành phố khác trên thế giới như New York, Rome và Moscow. Hoa Kỳ tung ra đồng xu có người phụ nữ da đen đầu tiên US Mint, cuộc đúc tiền kim loại Hoa Kỳ đã bắt đầu tung ra các đồng 25 xu có tác giả và nhà hoạt động người Mỹ quá cố. Maya Angelou, người phụ nữ da đen đầu tiên xuất hiện trên đồng xu. Đồng xu này là một phần của chương trình America Woman Quarter, cũng bao gồm Anna May Wong, ngôi sao điện ảnh Hollywood người Mỹ gốc Hoa đầu tiên. Angelou, nhà văn nữ người Mỹ gốc Phi, được biết đến với văn xuôi trữ tình và giọng nói vương giả, trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới sau khi xuất bản cuốn tự truyện đột phá của bà, I Know Why the Case Busting, tạm dịch tôi biết tại sao chim trong lòng vẫn hót. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố, tôi rất tự hào rằng những đồng tiền này tôn vinh những đóng góp của một số phụ nữ đáng chú ý nhất của Hoa Kỳ, bao gồm cả Maya Angelou. Chương trình America Women Quarter còn có sự góp mặt của William Mankiller, nữ hiệu trưởng đầu tiên của Cherokee Nation. Adelina Otero Quarren, một nhà lãnh đạo trong phong trào bầu cử ở New Mexico, và Sally Ride, một phi hành gia và nhà vật lý, người phụ nữ Mỹ đầu tiên vào không gian. Hy vọng rằng với những thông tin có trong chương trình ngày hôm nay, anh em đã có những phút giây giải trí thật là bổ ích nhé. Và đừng quên chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện kỳ lạ, những sự thật thú vị mà anh em biết được ở bên dưới phần comment nhé. Còn nữa, hãy nhớ subscribe ngay kênh Thế Giới Đó Đây để đón xem những tin tức đặc biệt, nóng hổi, vô cùng thú vị và hấp dẫn mỗi ngày nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những chương trình tiếp theo của Bất Ngờ Chưa.